Kính chào quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình trên kênh tin mới. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà kênh tin mới sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 5 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, gần đây, lũ lụt hoành hành khắp Trung Quốc, Bắc Kinh, Hà Bắc, Hắc Long Giang, Cát Lâm và những nơi khác đã phải hứng chịu thiên tai nghiêm trọng. Nhiều người dân đau khổ và muốn trốn sang Mỹ để sinh tồn. Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác của Trung Quốc gần đây đã trải qua lũ lụt nghiêm trọng do xả lũ nhân tạo. Để bảo vệ Bắc Kinh và khu mới Hồng An, nhiều nơi như Bảo Định và Trác Châu ở Hà Bắc đã phải hứng chịu thiên tai nặng nề. Nhiều nơi bị tàn phá, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, thiệt hại về người và tài sản là rất lớn. Sở tỉnh Hà Bắc cho biết lũ lụt có thể giảm thu nhập mất đến một tháng mới có. Anh Giang, một cư dân Hà Bắc cho biết trước trận lụt, nhiều người bị giảm thu nhập hoặc thất nghiệp vì suy thoái kinh tế. Ông Trương ở Hà Bắc, nước rút một chút là tài sản cũng mất trắng. Nước ruộng khá sâu, chắc không thu hoạch được. Bây giờ dân chúng càng ngày càng buồn, biết làm sao đây. Những người bình thường chúng tôi muốn đến Hoa Kỳ sinh sống nhưng bị từ chối. Nối tiếp Bắc Kinh và Hà Bắc, Hắc Long Giang và Cát Lâm cũng lần lượt bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lớn và xả lũ từ nhiều hồ chứa cùng lúc, gây ra thảm họa nghiêm trọng ở thành phố Thượng Tri, thành phố Vũ Xương, thành phố Mậu Đơn Giang thuộc thành phố Hắc Long Giang và thành phố Thư Lan ở thành phố tỉnh Cát Lâm. Nhiều người và nhà cửa bị phá hủy, bị lũ cuốn trôi, nhiều diện tích lúa bị ngâm trong nước, không thu hoạch được. Ông Mã, một cư dân ở Hắc Long Giang nói rằng, dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người dân thường không có đường sống và chịu đựng không kể xiết. Nhà cầm quyền xả lũ không báo trước, gây ra lũ lụt nhưng họ nói dối là mưa gây ra lũ lụt, nạn nhân không được cứu trợ và bồi thường. Tất cả đều dựa vào chính mình để tự cứu lấy mình. Vẫn còn rất nhiều người chưa biết tung tích nhưng chính quyền đã chặn tin tức. Anh Mã, cư dân Hắc Long Giang cho biết không phải mưa lũ mà lũ từ trên cao đổ xuống. Ai quan tâm đến dân mình, chúng nó chạy theo lũ rồi, chạy đi chạy lại thôi, thiệt hại quá nặng nề. Tiền cứu trợ của nhà nước không còn nữa, thực sự là người nghèo không thể có được tiền cứu trợ. Nhưng người thân và bạn bè là các quan chức có thể có được và các quan chức tham nhũng được lại quả. Đây là một thực tế tham nhũng ở Trung Quốc, hãy cho tôi một cơ hội để đến Hoa Kỳ, tôi thà sang Mỹ đi ăn xin bây giờ còn hơn. Các video đăng trên Internet cho thấy, vào ngày 3 tháng 9, nhiều ngôi làng ở Thiên Tân bị ngập lụt, nhiều ngôi nhà, diện tích đất canh tác rộng lớn và nhà kính trồng rau bị ngâm trong nước. Sáng ngày thứ Năm tuần qua, con đập ở thị trấn Tân Lý, tỉnh Hà Bắc, ở thượng nguồn đoạn sông Đại Khánh bị vỡ. Nước lụt đổ về nhanh chóng, ngay lập tức tràn ngập thành đại dương nước mênh mông. Đồng thời, mực nước lũ ở thị trấn Thái Đầu, Thiên Tân, ở hạ lưu sông Đại Khánh đã hạ xuống. Cư dân mạng đặt câu hỏi rằng, để bảo vệ Thiên Tân, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ ở các làng và thị trấn thượng nguồn ở Hà Bắc. Có video cho thấy 6 giờ sáng hôm đó đê vỡ, nước lũ tràn về rất nhanh, nước lớn quá, một người dân ở Hà Bắc nói. Nhiều người dân địa phương theo dõi dòng lũ từ xa, hết rồi, dòng sông, bờ kè đã vỡ tung hoàn toàn. Một người dân Hà Bắc khác quay video tại hiện trường bờ kè bị vỡ. Trong video, một chiếc xe tải đang chạy trên đường ngập nước, tài xế than thở. Hết rồi, đổ rồi. Đồng thời, mực nước lũ tại thị trấn Thái Đầu, quận Tĩnh Hải, thành phố Thiên Tân ở hạ lưu sông Đại Khánh đã giảm đáng kể. Nhật báo Thanh Niên Trung Quốc đưa tin rằng mực nước của sông Đại Khánh đã giảm đáng kể vào sáng hôm đó và một số đội cứu hộ đang dần sơ tán khỏi đây. Thị trấn Thái Đầu tiếp giáp với thị trấn Phương Khẩu ở phía Nam và thị trấn Tân Lý, huyện Ôn An, tỉnh Hà Bắc ở phía Tây. Một người đàn ông ở thị trấn Thái Đầu đã công bố một đoạn video tại địa điểm kiểm soát lũ vào ngày thứ Năm, nói rằng vào khoảng 4 giờ sáng ngày hôm đó, sông Đại Khánh ở An Lý Đồn, tỉnh Hà Bắc đã vỡ bờ bao và nước lũ tràn ngập về phía thị trấn Thái Đầu. Một số cư dân mạng thẳng thắn cho biết trong khu vực bình luận, mực nước đã giảm vì thượng nguồn đã vỡ. Theo Beifang.com, hơn 6.000 dân làng từ các làng Bắc Chiếu Đầu, Nam Chiếu Đầu và Đoạn Đế ở thị trấn Vương Khẩu, Thiên Tân gần Hà Bắc cũng được chuyển khẩn cấp do lũ lụt. Để bảo vệ Bắc Kinh, Hùng An và Thiên Tân gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần xả lũ vào tỉnh Hà Bắc, Trác Châu và Ba Châu ở tỉnh Hà Bắc bị ngập lụt do lũ lụt nhân tạo, gây thương vong nặng nề và thiệt hại về tài sản. Vô số người mất nhà, mất cửa, người thân họ hàng. Hiện tại Thiên Tân, nơi nằm ở cửa lũ,
cũng đang phải đối mặt với những thách thức. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đưa tin rằng Thiên Tân nằm ở cuối Cửu Hà, đảm nhận 75% nhiệm vụ xả lũ ở lưu vực sông Hải Hà. Kể từ khi lũ lụt bùng phát, mực nước của sông Vĩnh Định, sông Đại Khánh và sông Đô Lưu Kiếm đã dâng cao nhanh chóng và tình hình kiểm soát lũ lụt ở Thiên Tân là cực kỳ nghiêm trọng. Vào chiều ngày thứ Hai, Bộ Tư lệnh Chiến trường Trung ương đã thành lập một sở chỉ huy liên hợp tiền phương trên tiền tuyến sông Đại Khánh ở Thiên Tân. Để tiến hành chỉ huy chung của quân khu, đồn trú Thiên Tân, các sĩ quan và binh lính cảnh sát vũ trang và lực lượng dân quân ứng phó với thiên tai cứu trợ ở Thiên Tân. Vào ngày thứ Tư, Che Miner, Bí thư Thành ủy Thiên Tân, Trương Công Thị trưởng, Hoàng Minh, Tư lệnh Chiến khu Trung tâm, Từ Đức Thanh Chính ủy và Chu Văn Tường, Phó Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang đã đến thăm Thiên Tân và chỉ đạo công tác cứu trợ thiên tai. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Nhạc Sơn nói với NTD TV rằng quân đội Cộng sản Trung Quốc đã tuyên bố thành lập một sở chỉ huy tiền phương ở Thiên Tân, quân đội có cơ chế và phương tiện để nhanh chóng xử lý xác chết. Thưa quý vị, vào lúc 19 giờ 25 phút ngày 4 tháng 9, Sở Cứu hỏa thành phố Hà Châu, Quảng Tây nhận được một báo động. Nó được đặt tại công viên rừng quốc gia Cô Ba Sơn tại địa phương. Do đột ngột mưa lớn, lũ quét khiến 8 du khách bị mắc kẹt sâu trong núi, tình thế cấp bách. Lúc 20 giờ 56 phút tối, nhân viên cứu hộ đã đến hiện trường. Cuộc điều tra bằng máy bay không người lái cho thấy 8 người bị mắc kẹt đều bị mắc kẹt trong rừng núi ở lối vào leo núi của khu danh lam thắng cảnh. Do nước lũ chảy xiết, đường núi dốc và dòng chảy xiết nên những người bị mắc kẹt không thể xuống núi. Sau đó, Sở Cứu hỏa địa phương thành lập trụ sở tại chỗ, lập tức nghiên cứu và phán đoán tình hình tại hiện trường. Cuối cùng, quyết định dùng thang 6m làm cầu gỗ, sau đó dùng thang kim loại dài 15m làm cầu lan can bảo vệ, nhanh chóng xây dựng kênh thang cứu hộ. Tại hiện trường cứu hộ, lực lượng cứu nạn đã giúp các du khách mắc kẹt mặc áo phao, thắt dây an toàn, dùng thang kéo, dây an toàn kéo du khách vào bờ. Theo các du khách, có 8 người bị mắc kẹt lần này, trong đó có 2 trẻ em, tất cả đều đến khu thắng cảnh núi Kupo lúc 10 giờ sáng và bắt đầu hành trình leo núi. Một khi xảy ra lở đất bất ngờ hoặc nhân sự hạ thân nhiệt, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc. Sau 3 giờ tập trung cứu hộ, lực lượng cứu hộ đã chuyển thành công 8 du khách bị mắc kẹt đến nơi an toàn. Quý vị thân mến, thiên tai thường xảy ra ở Trung Quốc đại lục. Giang Tô bị lốc xoáy tấn công khiến ít nhất 17 người thương vong. Kiểm tra flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9, lốc xoáy tấn công Giang Tô 17 người thương vong, người dân gào thét kinh hoàng. Vào khoảng 4 giờ chiều ngày 3 tháng 9, một thị trấn ở phía nam huyện Đại Phong, Diêm Thành, tỉnh Giang Tô đã bị lốc xoáy tấn công, nhiều ngôi nhà bị tốc mái. Lốc xoáy đi đến đâu, cát đá bay đến đó, cư dân mạng gọi là kinh hoàng. Các quan chức cho biết có 2 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong trận lốc xoáy, nhưng chưa rõ con số thương vong thực sự. Cùng ngày, lúc 8 giờ 55 phút tối ngày 3 tháng 9, một trận động đất mạnh 4,4 độ Richter đã xảy ra ở Sở Hùng, Vân Nam với độ sâu tiêu cự 10 km. Thương vong chưa rõ, trận động đất dường như có điểm báo trước. Bắt đầu từ ngày Chủ nhật tuần trước, một lượng lớn đàn cá nhảy lên khỏi mặt nước ở Hồ Điền Chí, Vân Nam. Vào thời điểm đó, một số người đã suy đoán liệu có liên quan đến các thảm họa như động đất hay không. Nhưng các chuyên gia đã phủ nhận điều đó, cư dân mạng chế giễu, cá biết câu trả lời tốt hơn các chuyên gia. Thưa quý vị, để bảo vệ Bắc Kinh và khu mới Hồng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ mà không báo trước gây lũ lụt ở Trác Châu, Hà Bắc và những nơi khác, gây thương vong nặng nề và thiệt hại kinh tế to lớn. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi lũ lụt xảy ra, nhưng đến nay, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn chưa xác định được số tiền bồi thường. Các nạn nhân nơm nớp lo sợ dọn dẹp nhà cửa vì sợ làm hư hỏng vật chứng. Tại khu vực xảy ra thảm họa, một nữ cán bộ đã mạnh mẽ bảo vệ hành động của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, khiến dư luận phẫn nộ. Nữ cán bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc: "Để tôi nói cho bạn biết, bạn có đang bỏ lỡ một miếng thức ăn nào không? Có phải chính phủ đã nói rằng họ sẽ không trợ cấp cho bạn?" Nạn nhân tức giận kéo nữ cán bộ xuống dòng lũ chưa kịp rút, khiến cư dân mạng vỗ tay tán thưởng. Lũ lụt gần đây của Trung Quốc tiếp tục tàn phá. Bão Kanun, cơn bão số 6 trong năm nay, sau nhiều lượt đổ bộ vào Liêu Ninh, khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và 3 tỉnh miền Đông sẽ đón một đợt mưa lớn mới. Kiểm tra flash tin tức Trung Quốc ngày 5 tháng 9. Bão số 6 băng qua bán đảo Triều Tiên và lại đổ bộ vào khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc của Trung Quốc. Với lượng mưa lớn, cơn bão số 6 năm nay đã vượt qua đảo chính của Triều Tiên và tiến thẳng vào Trung Quốc sau nhiều vòng rẽ. Tâm bão số 6 đổ bộ vào bờ biển thành phố Trang Hà, tỉnh Liêu Ninh lúc 11 giờ đêm ngày thứ 6.
Đài quan sát khí tượng Trung ương đưa ra dự báo gió mạnh, với gió giật mạnh từ cấp 9 đến cấp 10. Dự kiến trung tâm cát lâm phía Tây và phía Đông Hắc Long Giang cũng như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác sẽ hứng chịu một đợt mưa lớn mới. Phạm vi lượng mưa rất trùng lặp với các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai trước đó. Hôm thứ Sáu, một đợt mưa mới bắt đầu ở một số khu vực của thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang và đường phố ngập trong nước. Người dân địa phương cho biết, Thạch Môn Tử này nhìn nước này, ôi Chúa ơi, cho đến nay mực nước vẫn đang tăng bắt đầu từ sáng nay. Trong vòng 2 giờ, người dân phải sơ tán khẩn cấp. Nam Ninh, Quảng Tây hứng chịu mưa lớn, ô tô ngập nước do tích nước trong thành phố. Hôm thứ Sáu, Nam Ninh, Quảng Tây cũng hứng chịu một trận mưa xối xả bất ngờ, thành phố bị ngập lụt nghiêm trọng, một lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước. Đê sông Đại Khánh vỡ, Đảng Cộng sản Trung Quốc bị nghi ngờ xả lũ đến Hà Bắc để bảo vệ Thiên Tân. Sáng thứ Năm, đập thủy điện ở thị trấn Tam Lý, tỉnh Hà Bắc, thượng nguồn đoạn sông Đại Khánh bị vỡ, nước lũ ập xuống nhanh chóng tạo thành đại dương bao la trong tích tắc. Người dân địa phương cho biết, lúc 6 giờ sáng ngày thứ Năm, sông Đại Khánh bị vỡ bờ kè. Đồng thời, mực nước lũ tại thị trấn Thái Đầu, quận Kinh Hải, thành phố Thiên Tân ở hạ lưu sông Đại Khánh đã giảm đáng kể. Mọi người đặt câu hỏi rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ ở các làng và thị trấn thượng nguồn ở Hà Bắc để bảo vệ Thiên Tân. Hắc Long Giang, Vũ Xương bảo vệ quyền của nạn nhân thảm họa tòa nhà chính phủ khóa cửa. Gần đây, thành phố Vũ Xương, tỉnh Hắc Long Giang nổi tiếng với gạo chất lượng cao đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều ngôi làng và những vùng đất màu mỡ rộng lớn bị ngập lụt. Hôm thứ Tư, một lượng lớn nạn nhân đã đến tòa nhà chính quyền địa phương để bảo vệ quyền lợi của họ, yêu cầu giải quyết các vấn đề sinh tồn cơ bản. Người dân địa phương cho biết, đây là lão nông dân của chúng tôi, phàn nàn. Cổng đã bị khóa và chúng tôi không được phép vào, không ai trong số họ được phép vào. Bây giờ chúng tôi ngập lụt đến mức không có chỗ để ăn ở, không có thức ăn, hiện tại dân chúng cũng không có chỗ đi thỉnh nguyện. Đây là chính quyền sở tại, dân chúng thỉnh nguyện đều không tiếp nhận, cửa trước cửa sau đều khóa không ai được vào. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.